Dù bạn làm nghề nào, dù bạn ở đâu, nhưng đã đến với Nẫn Xị, đây là một mái nhà về sức khỏe. Ở đây có các cô, các chú trên 90 tuổi nè, còn có các anh bị tai biến nè, và những người như Thái, như nhóm của Thái xuống thì là giới trẻ và xuống càng một sức khỏe. Ở đây thì các thầy nói là rất là quan tâm luôn. À, con chào cô. Dạ. Dạ, cô tập bên đây lâu chưa cô? Cô tập việc xong là cô tập tới giờ. Dạ, cô cảm thấy ở đây là cô khỏe hơn nhiều không cô? Khỏe nhiều, hồi xuống cô xuống đây người cô bèo nghèo lắm. Dạ. Thầy sự các thầy đây cứu cô lần thứ hai đó. Wow, giống như là mình sinh ra lần thứ hai luôn á cô. Rồi. À, cô có thể chia sẻ một xíu không cô? Cô rất là nhiều bệnh trừ ung thư tiểu đường vậy thôi. Còn dạ. Các mọi thứ cô đều có hết. Dạ. Nhưng mà giờ này cô hết không khỏe cảm ơn mà thầy. Sự và các thầy ở đây. Cảm ơn sư tổ luôn. Cảm ơn các thầy ở đây nhiều. À, con thì mới xuống đây khoảng 7-8 tháng thôi. Chú Hùng là đến đây là được bao lâu rồi chú? Chú đến là tháng này, tháng thứ 9 rồi. Tháng thứ 9, chú thấy trong người đỡ không chú? Đỡ nhiều rồi, chú vào chú ngồi xe lăn mà. À, lúc trước là chú vào là đi là chú xe lăn. Đây xe lăn này. À, là chú đi xe lăn mà, còn bây giờ là chú đi được luôn. Dạ, đi bỏ đi. À, bỏ cây ra đi luôn. Wow. 9 tháng hả chú ha? Dạ. À, chú thấy các thầy ở đây sao chú? Nói chung có thầy đây nhiệt tình. Dạ. Tốt bụng. Dạ. Làm việc có tâm. Wow, dạ. Nữa. Em và mọi người cảm ơn các thầy rất nhiều. Hi, chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Thái Nhà Biển. Và hiện tại Thái đang ở võ đường Long Phi Báo. Và hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời, đó chính là ngày 20 tháng 11. Là một ngày mà các học trò và cũng như là các cô chú anh chị mà đã tập trong võ đường tổ chức một ngày nhà giáo Việt Nam để làm kỷ niệm 10 năm nha cả nhà. 10 năm thì cũng không dài không ngắn, nhưng với Thái đây là một võ đường cho giúp cho mình những bài tập thể dục thể thao về sức khỏe, và để mà đi tập trung với là các cô chú lớn tuổi này, và nói chung ở đây là không phân biệt giới tính, không phân biệt độ tuổi luôn. Nhưng mà để coi thử hôm nay là cảm giác của các anh các chị đang náo nức để đi xuống La Ghi Bình Thuận, còn là về của Thái và biển luôn. Mừng quá, giờ mình vào trong nha. Đây là nơi mà các cô chú rồi mấy anh em mình tập. Ô, con chào cô Cúc. Dạ, con chúc cô sức khỏe và chúc cô chào buổi sáng. Gương mặt dạng người. Con là ai? Dạ, em chào anh Huyền nha, một trong những người anh là nằm trong ban tổ chức là sắp xếp hết mọi thứ luôn. Cảm ơn anh rất là nhiều. Ôi, hôm nay anh lên đồ đẹp trai hơn lúc mà anh tập luôn anh. Lúc tập mới đẹp trai chứ mày sao muối chơi không thấy gì đâu. Dạ, cô ơi, cho con hỏi là cô ở đây là được bao nhiêu năm rồi cô? Cô về đây thì tập là khoảng gần 5 năm. Wow. Nhưng mà cô theo thầy tập từ ở võ đường ở trên Thủ Đức á, ở trên Gò Vấp trước rồi. Dạ. Trên Gò Vấp xong rồi cô bắt đầu mới về Bình Định, rồi qua đây là coi như là từ khởi sự mà theo thầy là gần 10 năm. Wow, dạ. Hôm nay thì con đảm nhiệm là quay những thước phim để lưu lại kỷ niệm. Thì cô Cúc thấy hôm nay như thế nào? Có phấn khởi hay là có nao nức hay là những cái tưởng mà chuẩn bị lên sân khấu phát biểu hay là chuẩn bị những bài hát nào chưa cô? Cô khi mà nghe anh Quyền ban tổ chức mà đã chuẩn bị thì cô nôn từ cái ngày đó là đã lâu rồi. Bây giờ khi mà chuẩn bị mà hôm nay để đi thì suốt đêm hôm cô không có ngủ được, nó nôn nao rồi nó chuẩn bị rồi. Khi mà bước qua đây thì cái không khí của tất cả các anh em nó rất là làm cho mình rung rồi, đúng rồi. Chuyền lửa. Và hôm nay là một ngày mà phải là nhân ngày nhà giáo Việt Nam nhằm kỷ niệm của các thầy các cô. Thì ở đây thì võ đường và cũng như các học trò của thầy tổ chức cho thầy một cái lễ và cũng như là kỷ niệm 10 năm nữa. Thì hy vọng đây là một ngày hội tụ tất cả các cô chú anh chị mà đã tập ở đây và cũng như các thầy để có một ngày nghỉ dưỡng này, và cũng như là một ngày để mình ôn lại những kỷ niệm trong thời gian 10 năm đã tập. Cũng như cô Cúc là đã 10 năm rồi nè.
đây không phải là chuyến đi đầu tiên cả nhà, nhưng mà đây là chuyến đi đặc biệt. Hai tiếng sau. Giới thiệu tư liệu về sự hình thành phát triển của võ đường Long Phi Báu Thủ Đức. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biển thủy. Môn phái Thiếu Lâm Nấn Sĩ được cố võ sư Lâm Hữu Hội du nhập vào Việt Nam vào những năm thập niên 60 của thế kỷ 20. Vào năm 1972, võ đường Long Phi Báu chính thức ra đời do võ sư Lâm Hữu Hội thành lập và đã truyền lại cho trưởng môn Long Phi Báu ngày nay. Đàn hoạt động võ đường Long Phi Báu đã phát triển thành nhiều nhánh ở nhiều địa phương, trong đó có võ đường Long Phi Báu Thủ Đức. Qua thời gian dài nghiên cứu, học tập, giảng dạy, được sự đồng ý và ủng hộ từ sư phụ Báu, võ đường Long Phi Báu Thủ Đức được thành lập do võ sư Long Phi Sử là học trò ưu tú của sư phụ Báu phụ trách. Nhân sự ngày đầu
tạm hoạt động tại Đình Thần, Bình Phú, Thủ Đức. Mời các bạn cùng xem trận chung kết môn võ cổ truyền hàng cân 55 kg giữa võ sĩ Nguyễn Phan Đức Đạt môn phái Tử Lâm Lý Sĩ và người bạn trong trang phục sắc màu xanh. Vào chân trước. Vâng, bây giờ chúng ta cùng nhau dự kiến trận thứ hai giữa vận động viên Nguyễn Kim Nguyên của môn phái Tiểu Lâm Ứng Chỉ và đội bạn trong trang phục giáp màu đỏ, còn Nguyễn Kim Nguyên trong trang phục giáp màu xanh. Mời quý vị cùng đón xem ạ. Với sự nỗ lực không mệt mỏi và sự phát huy truyền thống tôn chỉ tấn công chớp nhoáng, các võ sư của võ đường Long Phi Báu như Long Phi Nguyên, Long Phi Đạt, Long Phi Sơn đã tham gia các giải đấu ở các cấp và mang về nhiều tấm huy chương, nhiều giải thưởng cao quý. Từ mảnh đất trống, qua đôi bàn tay khéo léo của thầy Sử cùng các học trò, các môn sinh cũng như sự chung tay của nhiều người, vào năm 2019, võ đường đã có cơ sở khang trang, ổn định và chính thức chuyển hoạt động về số 218/9 đường Tam Bình, phường Tam Phú, Thủ Đức. Để về với võ đường Long Phi Báu Thủ Đức, từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, quý khách vào đại lộ Phạm Văn Đồng, đại lộ nội thành đẹp nhất hiện nay. Rẽ vào đường Hiệp Bình, đến số 28 đường Tam Bình. Tại đây, tất cả mọi người đều được đón tiếp ân cần niềm nở. Ngày có rất nhiều môn sinh hăng say luyện tập, rất nhiều người bị bệnh về xương khớp đến đây đều được thầy cũng như các huấn luyện viên tận tình chăm sóc.
dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim. Cùng với các bài tập thực tế trên sân, như chúng ta đã thấy, hàng tuần thầy trò cùng nhau trao đổi, nghiên cứu lý thuyết, rút ra kinh nghiệm để đưa ra những cái bài tập, những liệu pháp tốt nhất nhằm phục vụ người dân yêu võ thuật cũng như những người bị xương khớp. Qua 10 năm hoạt động, đến nay võ đường đã phát triển mạnh mẽ từ 8 thành viên ban đầu. Nay võ đường đã có hơn 30 võ sư. Việt Nam ơi, yêu mến ngàn đời, yêu lý che xanh, có con sông chảy quay. Nào ta hát, khúc hát là khó. Võ đường đã có thêm cơ sở tại quận 2. Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay, tiến bước đi lên, viết thêm trang sử vàng. Nào ta hát khúc hát Việt Nam, con cháu dòng tiền, con cháu là... Võ đường cũng thường xuyên đến các địa phương như Bình Phước, Lâm Đồng, Bến Tre để tập luyện, hướng dẫn. Và đặc biệt tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, võ đường vẫn đến nhà hướng dẫn tập luyện tại gia đình cho người dân có nhu cầu. Chặng đường 10 năm từ lớp võ nhỏ, nay đã là đại gia đình thiếu lâm nữ sĩ. Lớp lớp người đến, người đi, gia đình thiếu lâm nữ sĩ cũng là nơi gặp gỡ, nên duyên của nhiều cặp đôi nay đã trở thành gia đình nhỏ. Ngoài công việc tại võ đường, để tăng thêm sức mạnh, tạo không khí vui tươi, gắn kết, hàng năm, võ đường thường tổ chức các chuyến đi tham quan, học tập tại các tỉnh Tiền Giang, Cà Mau, Đắk Lắk, Phú Yên. Để làm gì em biết không?
mục, các tiết mục múa võ cổ truyền. Xin mời. Thank you.
nhẹ nhàng, mà thầy đã cho con đường vất vả hơn, khó khăn hơn, để hôm nay chúng ta được đầy đủ đông đủ về đây long trọng chứng kiến lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập võ đường Long Phụng Máu Thủ Đức. Đó là lý do của lễ hôm nay. Sư phụ Long Phụng Máu, Phó Chủ tịch Hội Họ Hội Viên Thành phố Hồ Chí Minh. Là một sự mong muốn của bản gia đình rất là vinh dự cùng dành thời gian và tình cảm đặc biệt cho ngày hôm nay. Nhà văn đã nói tình yêu bắt đầu từ hôm nay, ngày mai bắt đầu từ hôm nay và sự khởi đầu năm. 10 năm cho một đời người thì không dài, mà 10 năm cho sự khởi nghiệp đầy tính nhân văn thì nguyện của thầy đã trải qua rất nhiều sóng gió, có những lúc tưởng không vượt qua, nhưng chứng kiến những cơn đau hình hạng nỗi đau của nhiều người với tình yêu nghề, tình người cao đẹp và đặc biệt là vì tất cả chúng ta mà thầy đã vượt qua. Thầy đã giúp nhiều người qua cơn đau, qua nỗi buồn thầm kín. Thầy đã thổi vào những con người đó một làn gió mới, một nghị lực sống, sống để yêu thương. Giờ biết rằng thầy của chúng ta không hoàn hảo. Từ ngày tóc thầy còn xanh, nay tóc thầy đã bạc. Tóc thầy bạc vì nhiều người, vì tất cả chúng ta. Trong công ty tôi thì có lực lượng y sĩ, bác sĩ khoảng gần 20 người. Và tất cả bác sĩ trong thành phố rồi ngoài Hà Nội chúng tôi cũng quen biết nhiều, chúng tôi không tin. Nhưng mà khi vì tôi nể anh lái xe, anh tới tận phòng tôi, anh đón tôi đi gặp thầy sự. Thì gặp thầy sự của tôi thực sự là tôi cũng không tin. Tôi đang trên này cũng như trên kia. Thế nhưng mà cuối cùng thì sau một lần đầu tiên thì thầy sử bấm xong chân tôi đang đau thì tôi đi lại bình thường. Thì sau đó thì thầy sử bắt đầu đi bấm lên lưng rồi bấm cổ tay cánh cho tất cả mọi thứ. Đây cũng xin chia sẻ thật là cách đây khoảng hơn 20 năm tôi bị thoái hóa đốt sống và nó bị chạy cái chân nó đau nhiều khi cũng nằm tôi dậy không được. Nhưng mà từ khi gặp thầy sử xong rồi thầy sử bấm xong rồi cho bạn Nguyên tới nhà tập cho tôi thì đến hôm nay tôi có sức khỏe như vậy. Và có sức khỏe như ngày nay thì xin lỗi mọi người, không có tiền bạc nào so sánh. Và cũng xin cảm ơn thầy sử, cảm ơn bạn Nguyên, cảm ơn gia đình Nguyên sĩ. Thì sau khi mà tôi đã khỏi bệnh rồi thì có dịp mà tôi tiếp xúc với thầy sử thì tôi thấy thầy sử là một con người nói chung là đặc biệt, bởi vì tôi cũng có dịp tiếp xúc rất nhiều người ở trên xã hội này có một cái gì đó rất đặc biệt. Thành ra tôi nói này, không hiểu sao có lẽ chắc ông trời dương chủ cho tôi được để gặp thầy. Và thôi anh em mình kết nghĩa anh em đi, nhà giáo và có thể thuốc, thầy giáo và thể thuốc thì chút sự là 2 trong 1, cho nên cái nghề này nó tinh chuẩn. Và những người thầy thuốc mà vì bệnh nhân như chút sự tôi thấy hiếm, tôi chưa gặp. Những người ta không có tiền không chữa cảm ơn những cái lời góp ý chân tình và nó là những cái điểm của anh. Chúc anh luôn vui vẻ và cùng đồng hành với bỏ đi được. Cảm ơn anh rất là nhiều.
cái tâm tư tình cảm của anh mấy năm nay. Xin mời nhạc phẩm Người Thầy sáng tác Nguyễn Nhất Huy cho Quốc Bảo chúng ta. Xin mời cô chị Cúc và bằng hậu đại diện cho đại gia đình tặng hoa cho thầy, cho cô đắp thầy và đắp thầy bạc về nhiều người, tại vì cách đây 10 năm thì gặp thầy đắp người với thầy như nhau mà thầy đắp bạc quá đi. Đêm đến bên bờ rồi năm tháng sông dài gión lưa cành hoa trắng vẫn lung linh chị Quốc, cảm ơn bạn học rất nhiều. Là chúng ta cùng chúc mừng một ngày phóng hay, chúc mừng sư phụ báo, chúc mừng thầy cô.
Việt Nam và có lẽ tất cả ai chung chúng ta cũng có thầy, có cô. Và trong thời gian qua, các huấn luyện viên, các võ sư chúng ta cũng đã rất nhiều công, đổ mồ hôi, dành thời gian để giúp cho nhiều bệnh nhân cũng như nhiều người đã qua những căn bệnh, những cơn đau và có thêm nghị lực sống như Minh Thảo đã nói, sống để yêu thương. Và hôm nay chúng tôi cũng trân trọng xin mời các huấn luyện viên của chúng ta bước lên sân khấu để nhận bó hoa của tất cả chúng ta dành cho các thầy, các huấn luyện viên nhân ngày 20 tháng 1 này. Đó, xin mời. Sức khỏe và thời gian thì dạy ta
chính thức và sự mang đến ý chí không thể là nền tảng sự to từ sự biết cả tất cả cái ngày chi ngày giáo hôm nay sự gì cũng đã là cả từ hai nữa thì cái tinh thần cái văn tự họ nó rất là cao quý. Tôi một lần nữa tôi xin nói tất cả quý vị có mặt hiện nay tôi rất là sự thật mà tôi có được nhiều học trò tốt nữa của cái Thiếu Lâm những sự mà thầy tổ của tôi đã là thành lập ra thì còn ông sự đã làm được điều đó tôi rất là sự thật và vui mừng trong suốt trong ngày hôm nay từ người võ qua các chữ tình cái phong phá của những sự chữ tình rất là nổi tiếng chứ không phải là chỉ có những cái đặc biệt trong những cái chỗ nhỏ này tất cả mọi chỗ mọi thứ để thành phố và quan tâm để làm các đề là từ miền Tây từ đó người chữ tình rất là sáng tạo thì cũng rất là được nhiều người chúng tôi có cái mục đích là yêu thương tất cả mọi người chúng mặt thân mình lấy nỗi đau của họ làm nỗi đau của mình nên hay tôi đào tạo được món này trong phi sự tôi rất là cảm nhận là rất là vui mừng sung sướng có điều đó lại từ đó là chuyện thì nó cũng hơi quá nhưng mà nó cũng không quá gì đó với một tài năng mà một người mà đã làm được những cái việc như thế này đào tạo được bao nhiêu học trò thì võ rất võ rất là dễ mà đào tạo được những người có cái tâm huyết để mà tiêu chi cho tất cả người bệnh nhân những người tìm đến mình những người khác tìm đến mình bằng sự yêu thương chiều mến và lo lắng cho họ bằng tâm huyết không phải vì một cái gì là vô cãi người kia những người khó mình được giúp đỡ người không khó mình cũng được giúp đỡ nhiệt tình xin một lần nữa cảm ơn quý vị đã cảm ơn những lời phát biểu rất xúc động của cô giáo. Và chúc mừng. Hôm bây giờ là cái sinh nhật quan trọng nhất. Chúng ta đã thắng kèm sinh nhật 10 năm. Hãy được mấy cái mừng này xin mời. Dạ xin mời sư phụ và thầy cô và cả đồng nghiệp sư phụ giáo không có gì cảm xúc nào mà cô vừa thấy có người cha và người có người thầy đó là chứng kiến chỉ chẳng không chẳng được người ra một người bệnh nhân, một người học trò.
xin mời các bạn. Dạ, kính thưa sư thầy Ngọc Phi Võ, kính thưa thầy cùng toàn thể anh chị em cùng môn, chúng con xin cảm ơn những công lao những hy sinh của thầy để giúp các lớp học trò được trưởng thành trên con đường y võ cũng như là đời đời. Dạ, chúng con xin hứa là sẽ cùng nhóm học tập và phát triển nghề, đoàn kết, chia sẻ và yêu thương nhiều hơn. Và chúng con cũng xin chúc thầy có thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Chúc con đường Long Phi Bó sẽ mạnh mẽ hơn từng ngày và hướng tới kỷ niệm 20 năm, 30 năm và xa hơn nữa. Quá trình chân thành chia. Vâng, chúng ta hy vọng là 20, 30 năm tất cả chúng ta có mặt ở đây. Vâng, xin cảm ơn bạn rất nhiều. Đã kết thúc video rồi cả nhà ơi. 2 ngày 1 đêm, một khoảng thời gian mà chúng ta cùng ngồi với nhau, chúng ta nắm tay cùng nhau đi chung cùng một vòng tròn. Tất cả chúng ta dù ở đâu đi chăng nữa cùng về một mái nhà chung, cùng về một nơi sức khỏe, cùng về một nơi chúng ta cùng nhau rèn luyện và tập và đưa ngôi nhà nữ sĩ đi xa hơn nữa. Võ đường Long Phi Báo, mãi đến